trong gầm giường. Vì em mới tắm thế nên Nari chạy ngay vào buồng, và rồi chú ấy lấy luôn iPhone Plus màu hương, rồi chạy đi ngay. Ôi sao có điều gì không bình thường, ôi sao không như trong phim. Xong sàm sỡ như em xem trên phim, là em may mắn nhưng sao em nhói tim. Cũng tại em nép nên thôi em nặng im. Em lé lé lé, không một ai yêu em, là vì em lé lé lé, không một ai thương em, là vì em lé lé lé, không một ai mê em, là vì em lé lé lé, nên không một ai chờ em. Gọi luôn là đưa hai lưng, chẳng may chết đuối sẽ nhanh chìm hơn Ngọc Trinh bà từng. Giờ em chỉ mong có thêm một ít đôi núi chập trùng, chẳng cần to đâu, chỉ mong vậy thôi để em đủ dùng. Người yêu cũ em bỏ em, vì em lép nên anh bỏ em. Nhà anh nhiều tivi rồi nên không cần màn hình siêu phẳng là em. Vì em lép lép lép, không một ai yêu em, là vì em lép lép lép, không một ai thương. Vì em lép lép lép, không một ai mê em, là vì em lép lép lép, nên không một ai chờ em. Là vì em lép lép lép, không một ai yêu em, là vì em lép lép lép, không một ai thương em. Là vì em lép lép lép, không một ai mê em, là vì em lép lép lép, nên không một ai chờ em. Tôi khổ lắm các ông ơi.